Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin hân hạnh giới thiệu tới các bác một chiếc âm ly đa kênh của Đờ Nông. Nó có tên mã là AVR791. Cái dòng này thì nó sẽ có 3 phiên bản. Và đây là phiên bản dành cho thị trường Mỹ. Và nó cũng được ôm từ Mỹ về. Em bán chiếc này với giá là 2.500.000 kèm theo một cái rờ mốt học của Trung Cộng. So với rờ mốt zin thì nó cũng loát đinh được vào khoảng 95%, chứ không thua kém gì nhiều đâu ạ. Sang đến cái năm nay thì em cũng đã có trình bày khá là rõ ràng ở những cái video trước, là tất cả những cái con âm ly đa kênh mà em bán ra sẽ không có bảo hành. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là em bán tất cả những con âm ly đa kênh ra không bảo hành dù chỉ một phút nào cả. Bác nào gan thì chơi ha. Em nói rất rõ như vậy. Tuy là không có bảo hành nhưng trên video em vẫn test đầy đủ tính năng, và người mua cũng yên tâm một điều rằng là em bỏ thời gian ra test khá là kỹ. Còn cái lý do tại sao lại không bảo hành là bởi vì khi các bác đối mặt hoặc là chơi những cái con đa kênh kiểu này thì các bác phải chấp nhận rủi ro cao, bởi vì dòng này là dòng âm ly kỹ thuật số, mạch điện nó khá là phức tạp. Cái vấn đề khi em quyết định không bảo hành có nghĩa là người mua phải chia sẻ những cái rủi ro đối với thằng bán hàng, vậy thôi ạ. Cái con Đờ Nông AVR791 này nó cũng được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đó là cái phiên bản đầu tiên sử dụng điện 220V. Có một vài shop bán đồ tại Việt Nam, người ta bán mới tinh đấy ạ. Với cái giá từ 14 đến 15 triệu. Đó là phiên bản sử dụng điện 220, còn đây là phiên bản mang từ Mỹ về thì nó sử dụng điện 120V. Trước khi bước vào bản test thì em cũng quay sơ phía sau để các bác nhìn thấy em đang sử dụng những kết nối nào. Đây là một con âm ly 7.1 và em đang sử dụng hai cặp loa để test. Cặp loa lớn em đang đấu vào đường loa chính phông. Cặp loa nhỏ hơn em đang đấu vào đường loa surround. Em đang sử dụng cả kết nối HDMI, kết nối optical tức là kết nối quang, và kết nối bông sen, đồng thời là đấu cả anten để một lát nữa anh em chúng ta sẽ test radio FM 108. Thế thì ưu điểm của những cái con như thế này là cái gì? Đầu tiên, đây là một trong những cái con 7.1. Nó sẽ đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của những ông tham đấu nhiều loa. Tức là các ông có thể đấu liền lúc 7 cái loa vào đây. Đó là một. Cái thứ hai là dòng này nó có USB, đọc tốt, thể loại định dạng nhạc MP3 lên đến 500kb trên dây và nhạc VDUBMA. Thứ ba là nó cũng có một cái kết nối thời thượng, đó là HDMI, đạt độ phân giải video là Full HD 1080p, và một vài tính năng khác nữa. Riêng về mạch chỉnh âm sắc của Đờ Nông thì nó vô cùng đa dạng. Ngoài cái vấn đề chỉnh bát, chỉnh jack thì nó còn có mạch EQ 9 giải âm, và đồng thời có thêm mạch bổ sung âm thanh nữa. Nói tóm lại, trên những con Đờ Nông kiểu này, mạch âm sắc là một thế mạnh tuyệt đối. Bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào những bản test. Nhờ hồng phúc của ông bà và cũng chăm chỉ cúng vái, do vậy là khi em nhập cái con này về ấy, là đường HDMI nó thông luôn. Mà khi đường HDMI nó mà thông ấy thì yên tâm là em bán nó không lỗ. Đã. Các bác có thể thấy là hình ảnh đang được lấy từ cái đầu Blu-ray Panasonic nằm phía trên, đưa lên con âm ly xử lý và sau đó là xuất ra đưa lên màn hình kiểm tra đây. Em sẽ nhích volume lên một chút để các bác nghe thấy tiếng ở trên đường HDMI. Hey.
Như vậy là anh em chúng ta đã xong cái kết nối đầu tiên, kết nối thời thượng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái kết nối phổ thông nhất, đó là kết nối bông sen. Em đang cắm cái kết nối bông sen vào cái ngõ có định danh là CD, tương ứng với nút số 1 ở trên remote. Và em cũng xin nói thêm thế này, cái giao diện của Đờ Nông thì có quá nhiều người nói rồi, bản thân em cũng đã có những video trình bày khá là chi tiết cái cách sử dụng trên những con Đờ Nông. Và những shop lớn, ví dụ như là Vinh Thành Audio, người ta cũng bỏ ra một cái thời lượng cực kỳ lớn để hướng dẫn sử dụng trên những cái model Đờ Nông rồi. Do vậy trên video này em xin phép không nhắc lại nữa. Chúng ta sẽ test một đoạn đường bục xe. Nói chung chất âm của Đờ Nông ấy thì nó tốt miễn bản. Bây giờ em sẽ test đến cái tính năng thứ hai, đó là USB. Để nghe USB chúng ta ấn vào nút số 7 để chuyển về tính năng chạy USB. Và trên cái remote này play stop USB thoải mái he. Khi nó tìm được thì nó sẽ báo và nó hiển thị trực tiếp lên trên màn hình kiểm tra TV. Như vậy là anh em chúng ta đã test xong hai tính năng đường bông sen và USB. Bây giờ chúng ta test đến tính năng thứ ba, đó là đường optical, đường quang. Em đang sử dụng cái đầu đĩa mini Victor nằm phía dưới, đảm nhiệm vai trò là phát quang đưa lên con âm ly này. Em đang cắm đường quang vào cái ngõ có chữ TV định danh là số 4 ở trên remote.
Bây giờ em sẽ test một đoạn. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với một cái đoạn test tiếp theo, đó là radio FM 108. Thường thì những cái phiên bản âm ly đa kênh hàng Nhật xuất Mỹ hoặc là xuất Âu hoặc là dành cho các nước khu vực châu Á thì nó mới có FM 108. Còn tất cả những cái con mà sử dụng điện 100V hàng bãi Nhật thì lại không có FM 108. Đây là một con được ôm từ Mỹ về, chắc chắn nó phải có FM 108. Trong cái khung giờ này để mà nghe sóng FM nó khá là réo, nhưng em vẫn cố gắng mở để bác nào mua con âm ly biết được tinh thần là nó hát. Chúng ta ấn vào nút số 5 để chuyển về nghe radio và dò sóng bằng hai nút PCH lên xuống này. Kết hợp với cái nút YouTube TV và cái nút Text ở đây để lưu nhớ sóng nha. Luôn bám nắm địa bàn, không quản ngại khó khăn để thường xuyên có mặt ở cơ sở, đến từng nhà để động viên tuyên truyền, cũng như có những chia sẻ, hỗ trợ kịp thời cho người dân. Các bạn thân mến, khởi nghiệp với mô hình kinh tế làm tranh gạo từ năm 2000. Đó, dò sóng nè. Ở phường Tấn Biểu hiện đã có thương hiệu sản phẩm của riêng mình, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khương Tấn Biểu và khẳng định vị thế sản phẩm của mình trên thị trường tiêu dùng. Em đang chuyển về đường Blue Ray. だったら冷凍庫用熱さらシート。冷凍庫でも凍らない特殊ジェルだから氷点下の冷たさでおでこに貼れる。ほら、キンキン冷たい。冷凍。 Như vậy là tất cả những kết nối ở trên con âm ly này đều tốt. Thời nay có khá nhiều ông đi tìm kiếm âm ly đa kênh, nhưng các ông thực sự như là bước vào một cái ma trận vậy. Nhìn hoa hết cả mắt là bởi vì nó có quá nhiều mô đen, trong khi các ông thì lại vô cùng thiếu thốn về mặt kinh nghiệm. Cái đích ngắm đầu tiên của các ông ấy, đối với những ông mà có tiền ấy, thì các ông sẽ đi tìm những con gọi là khủng long. Càng nặng các ông càng thích. Thế mệt tài chứ lì. Nói chung là những cái con đa kênh mà hàng nặng của Nhật ấy, 10 con thì chỉ có 2 con là chất lượng âm thanh tốt thôi. Còn 8 con kia ấy, thì nó mang nặng cái yếu tố gọi là như chúng ta vẫn thường nói là phải là ăn thèm vác nặng thôi, chứ nó thực sự nó không hay. Em có rất nhiều những cái con đời cổ đa kênh hàng Nhật nặng xấp xỉ 20 kg, nhưng mà khi nghe thực tế đấu vào thì chất lượng âm thanh thua xa cái con đa kênh. Nó cũng là đa kênh nhưng mà nó chỉ nặng có tầm 10 kg. Do vậy cái yếu tố khủng long hay không nó không quan trọng, mà thường thường ấy thì những ông mới tập chơi thì bao giờ cũng thích to nặng hoành tráng. Sau khi trải qua cái giai đoạn gọi là tập tành làm quen đó thì các ông ấy bắt đầu mới biết và để ý đến những mô đen tầm như con này.
ví dụ như con AVR791 này, bởi vì các ông đã có một chút kinh nghiệm, đã có một chút gọi là trải qua những cái giai đoạn sơ khai, những cái giây phút ngu dại, thì bắt đầu khôn dần lên. Khi khôn dần lên thì các ông mới bắt đầu biết đến những mô đen như thế này. Bây giờ sau khi đã test xong mọi tính năng thì em xin phép tạm dừng ở đây. Thứ nhất là điện thoại của em nó nóng quá rồi. Thứ hai là dừng ở đây để em tháo vỏ nắp và anh em chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm ruột gan của con này. Vâng, bây giờ anh em chúng ta sẽ soi xét mọi thành phần trên cái con AVR791 này. Sở dĩ con này nó có cái mức giá êm là bởi vì hàng nó về ấy, thì cái núm volume và cái núm sâu select này là nó bị thiếu, tức là có thằng nó rút trộm từ trước. Do vậy là em phải cho vào đây hai cái núm khác, và hai cái núm này thì chắc chắn nó không phải đúng của đàn ông, nhưng mà nhìn ấy, thì nó cũng tương đối là hợp lý. Cái thứ hai là trên mặt nó cũng có những cái vết chảy xước. Tóm lại là cái nhan sắc mặt trước này ở mức chấp nhận được. Khi chúng ta chơi những món đồ hàng cũ, chúng ta nên để ý đến ruột gan và cái độ ổn định của sản phẩm nha. Trước khi đi soi xét ruột gan thì chúng ta xem là nhà sản xuất nó muốn nói cái gì ở trên sản phẩm này. Model này được sản xuất vào năm 2010 và nó nặng vào khoảng 10,2 kg. Trước tiên là nhà sản xuất nó khoe đây là một con âm ly 7.1 và cho ra công suất là 125W cho mỗi loa ở trở kháng 6 ohm, và sẽ là công suất thực tế sẽ là 90W cho mỗi loa ở trở kháng 8 ohm. Thế thì 90W nó ở tầm nào thì chúng ta cứ lấy cái con huyền thoại Pioneer 7800 hai la mã ra mà so sánh nha. Con Pioneer 7800 hai la mã cho ra công suất thực là 65W cho mỗi vế loa ở trở kháng 8 ohm. Còn con đờn ông AVR791 này cho ra công suất thực là 90W cho mỗi loa ở trở kháng 8 ohm. Rõ ràng là công suất của con này lớn hơn. Là một cái con âm ly sản xuất năm 2010 thì chắc chắn là nó sẽ có những cái công nghệ âm thanh tương đối tốt, đó là Dolby True HD, DTS HD Master Audio và âm thanh Dolby Pro Logic thế hệ 2. Chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ hình ảnh 3D và những đường HDMI là chuẩn 1.4. 1.4 thì là 1080p ở 30 khung hình trên giây nha. Tất cả những cái nguồn video khi mà kết nối và đưa vào con âm ly này đều được upscale lên độ phân giải là Full HD 1080p. Ngõ USB phía trước ghi rất rõ là có khả năng tương thích tốt với iPhone hoặc là iPod, hoặc chúng ta có thể cắm USB thông thường vào đây. Và như em nhận định thì cái ngõ này đọc tốt định dạng VDMA hoặc MP3 lên đến 500kb trên giây. Lốt nét thì em không dám chắc. Nói chung nhan sắc là có chảy xước sơ sơ ở trên mặt, nhưng như em đánh giá nhan sắc này là chấp nhận được. Em cho rằng cái ưu điểm lớn nhất trên con AVR791 này đó là nhiệt độ. Tại sao em lại nói thế? Bởi vì em bán khá nhiều những cái dòng âm ly đa kênh của rất nhiều hãng khác nhau. Cái yếu tố nhiệt độ là một cái yếu tố hết sức là kinh hoàng trên những cái modem đa kênh của Nhật Bản. Một cái điểm cực kỳ sáng ở trên con AVR791 này là nó chạy rất mát. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng các bác nhé. Một con 7.1 mà chạy mát
thì thực sự là hiếm đấy, không có nhiều đâu. Trên cái cụm tản nhiệt này lắp 14 con sò than chung loại 1 vít, 14 con cho 7 kênh âm thanh. Như vậy cứ 2 con sò đảm nhiệm cho 1 vế loa và cho ra công suất thực là 90W cho 1 vế ở trở kháng 8 ohm. Chất lượng linh kiện của con âm ly này có thể nói là còn rất tốt, mên vỉ còn đẹp, thực sự là nó đẹp đấy ạ. Một cái điểm khá khẩm thứ hai đó là cặp tụ lọc nguồn. Tụ của hãng Nichicon danh tiếng với dung lượng tụ lên đến 12.000 microfarad một quả. Yeah. 12.000 là lớn đấy các bác ạ. Tăng phô nguồn còn đẹp óng ả, yên tâm. Bác nào đang chuẩn bị mua con âm ly này nhìn cho nó kỹ, vì em từ chối trách nhiệm bảo hành, do vậy em sẽ quay kỹ hơn so với bình thường. Đây là mã ở trên tăng phô có đuôi 0135. Khi bác mua, bác phải nhìn kỹ. Đây là nguồn cấp trước và nó cũng là một cái thứ nguồn cấp riêng cho phần HDMI cũng như là phần giải mã. Như vậy ở trên con âm ly này nó tồn tại hai bộ nguồn, một bộ nguồn cấp cho giải mã và những con chip khác có liên quan. Nguồn này là cấp riêng cho phần rè, phần công suất. Khi tách riêng hai nguồn ra như thế này thì nó sẽ triệt tiêu nhiễu đến mức tối đa. Cái mên mà trước mặt các bác đây, đây là cái mên có hàm lượng công nghệ cao nhất. Trên cái mên này nó chứa chip vi xử lý, à xin lỗi các bác, chip giải mã DAC, chip DSP cũng như những con chip bên phần HDMI. Đàn ông thì xưa này là có truyền thống sử dụng chip của hãng Analog Devices rất to. Mền còn đẹp đấy ạ, thực sự là đẹp. Và em cũng bỏ thời gian ra dùng chổi lông phẩy phết cho nó sạch sẽ. Khi các bác nhìn vào cái mền HDMI này thì các bác chắc chắn là phải hiểu, trong quá trình chúng ta sử dụng, vận hành và bảo quản âm ly ấy, chúng ta phải có một cái lưu ý hết sức là quan trọng. Chân của những con IC này nó không bằng một sợi tóc đâu. Khoảng cách giữa hai chân IC không bằng một sợi tóc. Do vậy trong quá trình sử dụng, ví dụ như là khi chúng ta không xài ấy, thì chúng ta nên sử dụng một cái khăn nha. Sử dụng một cái khăn đậy lên cái nắp lưng này để bụi bặm nó không rơi được vào âm ly nha. Với những con chip như thế này chỉ cần coi như là bụi dơ nó rơi vào, nó sẽ gây chập chip và gây chết mền. Ở trên những cái con như thế này mà chết cái mền giá trị cao nhất này thì âm ly coi như là đắp chiếu. Khi chúng ta chơi những cái con âm ly có hàm lượng công nghệ cao thì đòi hỏi đầu óc chúng ta cũng phải cao lên một cách tương ứng nhé. Không được phép đối xử với những con âm ly đa kênh như đang đối xử với mấy con xì te cổ. Đây là những cái thứ tuy giá trị nó không cao nhưng muốn xài nó một cách bền bỉ thì phải biết nâng niu, đơn giản vậy thôi. Chúng ta sẽ soi về phía sau. Biểu tượng ULUS hàng dành cho thị trường Mỹ. Con âm ly này có một đường ngõ quang duy nhất đưa vào, định danh là TV. Đây là đường đồng trục vào. Thế mạnh của nó là những đường HDMI. Nó có tổng cộng 4 đường HDMI và một ngõ monitor out tương thích IRC.
ARC có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ giao tiếp hai chiều với TV của chúng ta. Trên cái ngõ này vừa là đường vào vừa là đường ra. Khoản này em nói đến khá nhiều lần rồi, xin phép đi lướt vậy thôi. Đây là những cái đường bông sen để kết nối với các thiết bị ngoại vi, khoản này không cần nói thêm nữa. Đây là đường anten đấu vào để nghe sóng FM, và ngay bên dưới là anten đấu vào để nghe sóng chung. Là một con 7.1, nó cho phép đánh 7 loa cùng một lúc, bao gồm hai loa chính phông, một loa center, hai loa surround và hai loa surround back. Trên cái đường ngõ surround back này, chúng ta dễ dàng đưa nó về đánh với vai trò của loa chính phông B. Giải thích như thế này cho nó dễ hiểu. Đối với mấy ông đầu óc xịt cổ ấy, thì phải hiểu thế này. Khi cài đặt đúng thì cái ngõ surround back này nó là cầu B, ngõ phông nó là cầu A. À, tương ứng ở trên những con xịt cổ thì là như vậy. Và trên con âm ly này em đã đưa cái ngõ surround back về đánh với vai trò của cầu B nha. Còn tất nhiên là ông nào mua thì cũng dễ dàng truy cập vào menu setup để cài đặt lại theo ý mình nếu như đủ trình. Đây là thông số phía sau, đàn ông AVR 791, điện áp sử dụng 120V, tần số điện lưới 60 Hz, công suất tiêu thụ 460W, Made in China, số seri có đuôi 7686. Như vậy chúng ta có thể thấy đây là một con âm ly mang từ Mỹ về với ruột gan đẹp xuất sắc. Em dám khẳng định ruột gan đẹp xuất sắc, zin tuyệt đối, chưa sử dụng tại Việt Nam. Tất nhiên phải trừ thằng chủ shop ra, mà thằng này thì nó chỉ test demo thôi, nó đảm bảo là về mặt kỹ thuật thôi, chứ cũng chưa thể tính cái thằng đang quay cái video này là một cái đối tượng sử dụng. Đây là vỏ nắp có móp nhẹ, em cũng chưa có thời gian để gò ra. Có móp nhẹ, không có gì xét gì cả. Đó, bác nào cầu kỳ thì về tháo cái vỏ này ra tự gò theo ý ha. Không lại nói là cái thằng từ nó gò ẩu quá. Em bị nhiều ông phê phán về cái tội gò ẩu. Bây giờ là thôi thì âm ly nó về nó móp như nào em để nguyên, để các ông về các ông tự gò ha. Ruột gan đẹp xuất sắc, zin tuyệt đối, giá mềm. Thực sự mà nói ấy, trong cái tầm giá này các bác rất khó có thể kiếm được một cái con nào đa kênh nào đấy có chất lượng âm thanh tương đương với cái con này nha. Bởi vì đàn ông ấy nó rất chỉ là chăm chút trong cái vấn đề mạch âm sắc. Thứ nhất, nó có mạch chỉnh bát chắc, điều đấy là hiển nhiên. Thứ hai là nó có EQ, equalizer 9 giải âm. Thứ ba, nó có thêm mạch bổ sung âm thanh tăng cường. Ba cái yếu tố này thì không phải là thế hệ âm ly đa kênh nào hoặc con âm ly đa kênh nào cũng có. Nhất là về khoản âm check và âm bass của con âm ly này, nó đáp ứng cực kỳ tốt cái nhu cầu của những ông nghiện check, nghiện bass. Qua cái đoạn test đầu video, hẳn là các bác thấy âm bass của con âm ly này nó cực kỳ là hùng dũng nha, mạnh mẽ, hùng dũng, nện phát nào ra phát đấy. Về khả năng tương thích thì nó chơi tốt những cái cặp loa cây, loa cột của Jamo Đan Mạch hoặc của chính Đờ Nông hoặc của Onkyo. Những cặp loa mà dòng loa cây, loa cột có 2 bát 16 nha, 2 bát 16. Còn nếu như mà dùng những cái dòng loa thông thường, loa cổ của Nhật, của Mỹ hoặc của Âu thì nó thừa sức đánh tốt những cặp tầm bát 20.
Cái này thì các bác phải căn cứ vào công suất của loa. Dòng loa cổ mà của Nhật, của Mỹ, của Âu mà ghi công suất tầm 80W một thùng, trở kháng là 8 ohm chẳng hạn, thì con âm ly này nó dư sức đánh, bởi vì công suất thực tế mà nó xuất ra được là 90W cho một cái cọc này ở trở kháng 8 ohm. Như vậy tính tổng công suất 9 x 7 thì trong một khoảng thời gian tức thời nó xuất ra được 630W nha. Khoản này Tây nó nói chứ không phải là thằng Tư nó vẽ ra he. Thông tin về con AVR791 nó đầy rẫy ở trên mạng. Đó, các bác muốn tìm hiểu về nó đơn giản thôi, cứ lên Google mà search đàn ông AVR791, rất nhiều những bài review và rất nhiều những cái shop người ta đưa lên tại Việt Nam thì người ta cũng có niêm yết rõ giá là từ 14 đến 15 triệu. Em bán 2,5 triệu kèm theo một cái remote học của trung cộng và không bảo hành dù chỉ 1 phút. Bác nào gan thì chơi. Phần trình bày của em đến đây đã xong. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.